con điên. Không nhận, cả con gái cãi nhau vui vãi mà. Tao đang chờ xem xẻ quần áo là thế mà không xẻ. Tôi chọc cô thôi, chứ thật ra tôi cũng đang kiếm một cái cớ nào đó cho thật là hợp lý. Khoe cái body chuẩn của tôi ra nè. Mình mất não rồi. Ok không sao, quán cà phê này là sàn diễn của anh, mời anh cứ việc khoe. Bố nó làm chứ nó làm gì làm. Nó là thuộc dạng quái vật. Nó quái vật thì ông cũng thuộc dạng quái thai ông ạ. Xứng đôi vừa lứa. Nói chung là cũng đỡ hơn mấy em đậu phẳng một chút xíu. Nhưng mà muốn chơi tao á, khuya nhìn là tao bắt bài được liền, trình còn thấp lắm. Chơi cái gì? Vừa gặp nhau đã chơi nhau rồi. Thú thật thì nó cũng khá là xinh đó, đối đáp cũng thú vị. Nhưng mà mới gặp mà cứ muốn tao phải bi lụy, quỳ dưới chân em ấy. Tao mới vừa gặp chút xíu mà em ấy đã nghĩ là tao em bê lên giường. Ôi giời, ảo tưởng nặng, ảo tưởng nặng. Thế thì không được, tao trả về nơi sản xuất ngay và luôn. Cái cú này khá là đau. Sao này mất dạy quá, mất dạy thật sự. Tao không nghĩ là mày làm như thế luôn ấy. Nó muốn chơi tao, vậy là không ổn. Mày không? Mấy đứa nó ngoan ngoãn thì tao còn thương. Còn cỡ như nó là tao không nương tay. Tao làm như là nhẹ rồi đó. Nó là thuộc dạng xính lao. Xính lao. Mày đẹp trai mất dạy. Nó xinh mà lao là đúng rồi gì. Nhưng mà mày ăn non quá. Em ý một khi mà đã thích mưu cao ấy thì mày phải kế bẩn, chơi lâu và nó mới thú. Mày nói gì vậy? Tao nói là nó thích mèo đuổi chuột đi, vờn cho nó chết luôn. Ok đằng này, mày đang nói những cái vấn đề á mà tao rất thích được rồi. Bỏ ra đi, sao anh lợi dụng người ta đấy? Anh đã làm ăn được gì đâu mà em đã lợi dụng. Thế có ai đuổi theo đâu mà anh nuôi em chạy như kỳ nhông đấy. Đau hết cả chân rồi đây này. Đau chân quá. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đâu, đứng lại, anh xem coi. Để anh bóp chân cho em bớt đau nha. Không phải, trời ơi, chân này cơ mà. Đúng chỗ cho em. Ai ui, đau đau đau. Anh ơi, đau quá, đau, bỏ ra. Hả? Đau quá luôn ấy, không thể nào chịu nổi. Đau. Vậy giờ phải làm sao? Hay là anh bắt xe đưa em đi khám nha. Thôi, sợ đi bệnh viện á. Vậy hay là mình đi massage ha. Điên à? Đi mấy chỗ đấy ngại lắm. Vậy giờ phải làm sao? Em rét quá. Đau đầu nữa chứ. Hay là bây giờ đi kiếm chỗ nào nằm cho nó ấm đi. Xong rồi em ngâm chân chắc là sẽ đỡ đau hơn đấy. Có ngay. Cơm đến đây, cơm đến đây. Anh đi tận đâu mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại này. Ở đây có đâu, anh phải chạy tận cửa nào anh mua đó. Cái khổ thân. Thôi cứ để đấy, anh đi tắm đi cho mát. Xong ra cùng ăn. Anh chờ. Anh đi tắm nha. Em chờ anh đó. Em sức nước hoa hiểu gì mà sao cái mùi thơm nó quyến rũ dữ vậy. Ấm áp quá đi. Hả? Ok, vô ngay, anh sẽ vô ngay. Ha ha ha.
Chị có bé bè cái mồm đi không? Em đây. Em nhận được clip rồi, buồn cười quá. Rồi, em đang ngồi cười đau hết cả bụng này. Ừ. Yên tâm đi, vụ này á em sẽ cảm ơn chị đến nơi đến chốn nhá. Tuổi gì mà đòi chơi chị em mình cơ chứ. Tôi ngủ đi nhá, bye bye. Này, chị có để cho ai ngủ không đấy? Dương, Dương, chị vừa mới làm được một việc vô cùng vĩ đại. Phải nói là thay trời hành đạo. Được. Em không cần biết, để cho em ngủ đi. Chả liên quan. Ừ, thế thôi ngủ đi. Ai? Ơi, tao nói thật với mày, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tao ra tới giờ chưa bao giờ tao cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Nếu như mà tao không trả được cái thù này, tao thề cái mông của tao chấp nhận mọc một cái đuôi. Làm gì mà căng thế? Uống chén nước nóng nó hạ hỏa em đây. Mà mày, sao tao ngâm bồn cái tí đồng hồ mà sao vẫn cảm giác là cái bàn tay của mụ đó sợ làm cho cơ thể của tao. Wow, kinh vãi, gớm quá. Này, tao bắt đầu hâm mộ em xính lao nhà mày rồi đấy. Chiều phải được, độc, anh ưng. Núi này cao thì còn núi khác cao hơn. Mày coi nè, tao sẽ ăn gói của nhỏ đó. Ừ, coi như một lần ông cũng hiểu cảm giác bị chơi khăm như nào. Này, mấy con bé bị mày đá ấy, bây giờ mà biết tin này chắc là đến bà em xính lao là sư phụ luôn nhỉ. Thì em đi, để tao suy nghĩ cách. Sắp có drama hay để xem. Này, lên xe không? Cứ xem mà tiện đường đi. Tiện đường cũng không đi với tiện nhân. Nè, không đi thì thôi, ăn nói đàng hoàng ha. Đừng có mà giận cá chém thớt nha. Chém thớt cái gì? Tôi đang muốn chém anh ấy. Sao? Phá sản là giờ muốn du lịch trong tù à? Ờ. Chém đi, nè, cái này đợi nhiều máu nè. Mày thách. Ây da, thách. Ê, làm thiệt á, ê. Thách à? Tôi nói cho cô biết, bố của tôi mới giúp cô thoát nạn đó. Bố anh thì tôi sẽ cảm ơn, nhưng còn riêng cái mặt anh ấy. Sao? Còn lâu, da, còn da, lâu, còn lâu nhá. Điên. Chào em. Sao cậu bạn không nghe máy? Tại sao tôi lại phải nghe máy cái người làm tôi khó chịu hả? Khó chịu lắm hả? Ừ. Khó chịu đến mức đến mức có thai luôn à? Có thai thật à? Uống con ly cà phê không được yên. Điện thoại cứ reo liên tục. Mỏi quá. Nè, cô coi cái bản thành tích của cô đi. Người ta còn đang không biết là thiếu cái gì không đây này. Thôi kệ, về nhà kiểm tra. Thiếu thì ngày mai lại đi một tiếp. Em ơi sao thế? Tiếc của à? Bình thường thôi, nhầm nhò và bắt lẻ tẻ. Nhưng mà tôi nghĩ tôi phải đưa cho mẹ tôi xem cái bản thành tích này của cô mới được, để mà chuẩn bị tinh thần có một cô con dâu tiêu xài hoang phí đến như vậy. Nói chung là anh cứ thoải mái đi, bởi vì là tôi sẽ không chối đâu. Nhưng mà tôi cũng nói cho cô biết, bố mẹ tôi giàu, tôi không hề giàu. Thế là đồng ý rồi nha. Chị ơi, tính tiền cho em cặp nhẫn này nhá. Chị có muốn khắc tên hay ngày tháng gì không? Không, chị cứ để trơn đi cho nó dễ. Dễ gì? Dễ bán hay dễ cầm cố? Anh cứ hiểu đơn giản như là dễ tháo đi. À chị ơi, tính tiền luôn cho em mấy cái lắc ở đằng kia nhá. Yeah.